Mẹ có thể bỏ 80 ngàn luôn ạ. Không một thể kia một cách xuân sẻ cũng sẽ có người có chút bâng quang khi mình lên những cánh phượng đỏ rực bắc trời. Một điều hôm nay xin được chia sẻ cùng các bạn đã cảm xúc ấy. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp về sức khỏe và cuộc sống của Đông ơi. Bỏ à.
Ôi Ludmila, dù cho có sinh ra lần nữa, mình cũng chẳng thể nào xinh đẹp được. Bà mẹ quý hóa của cậu đã gieo rắc ý tưởng điên rồ đó vào đầu cậu rồi. Thôi đi được rồi đấy. Thôi nghe cái ý nghĩ mình là con vịt tốt tí, chỉ biết mỗi việc bán vé đi. Nghe này, hãy loại bỏ những thứ dễ dẫn đó ra khỏi đầu cậu và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Nghị quyết vào năm 1962 nhằm đình chỉ quy chế thành viên của Cuba, và tuy nhiên thì Cuba cũng khẳng định là sẽ không trở lại tổ chức này. Chủ tịch Quốc hội Cuba Leopoldo Alarcón tuyên bố với các nhà báo tại Havana rằng quyết định hôm thứ tư của OAS đã chỉnh sửa một sự bất công kéo dài và cũng không có báo cáo Chủ tịch Cuba Raúl Castro và anh của ông của chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng đều đã chỉ trích OAS và tuyên bố Cuba là sẽ không trở lại tổ chức này. Một chuyên gia nói nghe phim thoại trước ở bên nhà kia kìa. Chuyển động của OAS bằng tiếng tốt. Nếu như sau này nếu Cuba đổi ý thì nước này sẽ cần phải đi qua một tiến trình phục hồi phù hợp để đề nghị giảm thuế của OAS. Đấy, hỏi. Thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ. Ngày hôm qua, giá chứng khoán tại Wall Street đã tăng, dẫn đầu là các chỉ số năng lượng và kỹ thuật. Qua đường cái đoạn qua một tháng, qua đường bây giờ cải thiện trong thị trường lao động. Mặc dù mọi người đều biết con là đây, tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng và thị trường lao động sẽ còn tục chậm hơn phần còn lại của nền kinh tế. Xem bay lên bay nha. Giá còn giá giảm mạnh các nhà đầu tư an toàn hơn này để đầu tư vào chứng khoán. Chỉ số Dow Jones tăng 0.9%. Chỉ số S&P 500 tăng 1.1%, chỉ số Nasdaq tăng 1.3%. Trong tháng 3 và tháng 4, giá chứng khoán tăng mạnh dựa trên dự đoán nền kinh tế Mỹ tiến gần hơn so với nhưng lúc này thì những nhà đầu tư đang tìm kiếm bằng chứng cụ thể hơn. Vì thế, giá chứng khoán chỉ tăng hạn chế trong hồi cuối tháng 5. Theo các nhà phân tích, chứng khoán tiếp tục chiều hướng tăng hạn chế này trong vài tháng sắp tới. Trong một cuộc họp báo tại Moscow, Dalibek tuyên bố được giới thiệu là một nhà thám hiểm quốc tế đang cảm xúc của ông đã mang lại cho ông sự khiêm tốn. Đây là một trong những ước mơ thời thơ ấu của ông. Dalibek cho biết khi ở trên trạm ISS, ông sẽ đi đến Nga để đến một địa điểm khác để đồng định nhà mà đi đâu. Chủ đề mà ông chọn sẽ là nước cho mọi người gì nữa. Chê lùng dở lắm hơn nhá. Tỷ phú Quebec 49 tuổi, ông sẽ trở thành người Canada thứ 3 đến trạm ISS trong năm nay. Một nhà du hành vũ trụ Canada nữa sẽ đến trạm. Một nhà du hành vũ trụ Canada nữa sẽ đến trạm. Những chuyến không có trả tiền của các du khách không gian nước Đức kéo dài từ 1 tuần đến 13 ngày. Hồi vừa qua, du khách Mỹ Charles Tinoni đã trả 500 triệu đô la cho chuyến du lịch không gian. Và năm nay đánh dấu 25 năm thành lập đoàn phía mặt trời do Ladibet và con không đi vậy con đi cứ đi ông lập ra cùng ra thẳng hai lại sự sống mới cho ngành tiếp bằng cách thay những màn trình diễn truyền thống của chú với những nghệ nhân nào lộn nhảy múa và nhảy tiếp. Đoàn phía của ông đặt cơ sở tại Montreal đã bị thị trường quốc toàn cầu với dân số là 700 triệu đô la và hơn 10 triệu khán giả mỗi năm. Và Ladibet đã xây dựng được một tài sản cá nhân được tự nói là kia làm gì là quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 12 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm của chúng tôi khi chương trình này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Chúng ta cảm ơn là lắp thêm gì à? Lấy cái gì quá? Chúng ta cảm ơn gì à? Lấy cái gì quá?